Chào các em, trong bài học ngày hôm nay thì anh sẽ giới thiệu các em về Spring Bean. Thì như bài học trước chúng ta đã học về định nghĩa bean rồi, cũng như sử dụng trong project mẫu là Hello World. Thì trong bài học này chúng ta tìm hiểu rõ hơn, chi tiết hơn về bean, cũng như cách khởi tạo và sử dụng bean trong chương trình của chúng ta. Thì đầu tiên, bean bản chất là các đối tượng được tạo ra từ các class của Java như anh giải thích rồi. Và bean này chỉ tồn tại trong một ngữ cảnh như là Request Section hay là App Context. Thì các bean này được tạo ra và quản lý bởi IOC, một module của Spring, dùng để quản lý và phân phối các bean trong chương trình. Thì bean có các loại như sau. Loại thứ nhất là singleton, tức là một đối tượng duy nhất được tạo ra và được quản lý với IOC. Và khi chúng ta sử dụng thì nó sẽ gắn cái bean này vào trong các bean để chúng ta có thể sử dụng được. Và đây cũng là loại mặc định của Spring, cũng như là được hay sử dụng. Thì loại thứ hai chúng ta dùng đấy là prototype. Thì prototype tức là mỗi lần chúng ta sử dụng thì một đối tượng mới được tạo ra và gắn cho bean. Loại này thì ít được sử dụng hơn và tùy vào cái yêu cầu của bài toán chúng ta có thể sử dụng hay không. Loại thứ ba là request, thì loại này sẽ tồn tại trong ngữ cảnh của request và cũng ít được sử dụng. Loại thứ tư và thứ năm là section và global section, thì tồn tại trong HTTP section, thì loại này cũng ít được sử dụng. Thì sau khi chúng ta tạo các bean rồi thì chúng ta sẽ sử dụng bean, thì trong Spring gọi là dependency injection hay viết tắt là DI, tức là chúng ta gắn các bean vào trong các bean khi chúng ta cần sử dụng trong chương trình của chúng ta. Thì có hai cách gắn bean vào trong bean, đấy là auto while và inject. Thì auto while là cách hay được sử dụng và Spring sẽ giúp chúng ta tìm các bean tương ứng với kiểu bean của chúng ta sử dụng trong chương trình và gắn tự động cho chúng ta. Thì đây là cách nhiều người ưa thích dùng. Cách thứ hai là dùng inject. Thì cách này chúng ta phải dùng bằng tay, tức là chúng ta tự gắn các bean bằng tay cho các đối tượng của chúng ta thông qua constructor hoặc là hàm set. Thì cách này sử dụng trong cấu hình là chính. Thì để tìm hiểu tiếp theo thì chúng ta tìm hiểu về chu kỳ bean. Thì chu kỳ của một bean thông qua ba trạng thái, tại trạng thái init tức là trạng thái bắt đầu khi gọi bean, trạng thái thứ hai là tạo thành công và để quản lý với IOC, trạng thái thứ ba là destroy tức là kết thúc khi chúng ta hủy bean. Thì anh ở đây anh giả dụ anh có một cái class là person, thì class này có một cái thuộc tính là string name đúng không, và anh cũng tạo constructor hàm setget như bình thường. Tiếp theo đó anh sẽ tạo một cái hàm init và hàm destroy, thì hai hàm này đóng vai trò là thông báo ra màn hình là bean được tạo và bean được hủy thôi, không có ý nghĩa gì nhiều. Thì ở đây tên hàm của em có thể đặt tùy ý. Thì tiếp theo chúng ta sẽ học tạo bean. Thì tạo bean bản chất là tạo các đối tượng từ các class của Java. Thì có hai cách tạo bean tương ứng với hai cách cấu hình là XML và Java config. Thì ở đây các em thấy là đối với XML thì chúng ta dùng là thẻ là bean. Tiếp theo là ID tức là tên của cái bean này, thì chúng ta đặt tên. Tiếp theo đó là class, tức là class dùng để tạo đối tượng person, thì anh chọn class kèm với tên bucket. Và ba thuộc tính còn lại là init method, destroy method và scope. Thì ba thuộc tính này thì các em có thể lựa chọn thêm hoặc không thêm. Thì mặc định trong Spring sẽ sử dụng singleton. Thì scope ở đây các em có thể sử dụng loại bean khác, thì các em điền tên loại bean vào đây, anh sử dụng là prototype, các em điền scope bằng prototype. Tương tự phương thức là init method và destroy method thì các em có thể điền vào đây là phương thức init gọi được khi bắt đầu tạo bean và phương thức destroy gọi khi mà chúng ta hủy bean. Thì ba cái thuộc tính này các em có thể thêm hay không thêm cũng được. Tiếp theo đó bên trong thẻ bean thì các em thấy có một thẻ là property. Thì thẻ này dùng để set các giá trị cho các thuộc tính của đối tượng person. Ở đây là property name sẽ bằng cái tên của bean. Và tiếp theo là value chính là giá trị truyền vào để gắn cho cái tên của bean này, chính là cái đối tượng person của chúng ta. Ở đây chúng ta sẽ tạo một cái person, một đối tượng person và có tên là Spring. Tương tự các em có thể dùng constructor bằng cái thẻ là constructor arg. Và name chính là tên của cái đối số truyền vào. Và value chính là giá trị chúng ta gán cho, thì chúng ta sẽ cụ thể hơn trong ví dụ. Thì tiếp theo là cấu hình bằng Java, các em thấy là cấu hình Java rất đơn giản hơn rất nhiều. Chúng ta tạo một cái hàm trả về cái kiểu dữ liệu là person. Và trong hàm này chúng ta tạo một cái đối tượng person và chúng ta return về thôi. Và tiếp theo đó chúng ta ký hiệu cái hàm bên trên cái hàm này với a còng bean. Thì nếu chúng ta chỉ để a còng bean thôi thì bean sẽ được tạo và Spring sẽ sử dụng tên hàm làm tên bean. Còn không thì chúng ta có thể mở ngoặc đơn, name sẽ bằng tên bean. Và kết hợp với đấy là phương thức init cũng như là destroy chúng ta gọi khi chúng ta khởi tạo bean hoặc là hủy bean. Tiếp theo là chúng ta dùng a còng scope để chúng ta định danh ra loại bean. Nếu các em không có thì sẽ mặc định là singleton bean. Thì để cụ thể hơn về việc tạo bean chúng ta cùng đi vào trong ví dụ. Thì như trong bài học trước chúng ta có hai project là Hello World sử dụng XML và Hello World Java sử dụng Java config đúng không? Thì trong bài học này anh sẽ tạo thêm một bucket mới, đấy là com.java.model. Thì có hai cái class ở đây. Class thứ nhất là person, thì có hai thuộc tính là name và s. Tương tự có cái constructor ở đây với hai đối số chuyển vào và các hàm setget. Và anh cũng có một hàm init và hàm destroy ở đây. Thì hai hàm này các em đặt tên là gì cũng được.
Tiếp theo là một cái class là order. Thì class order này có một cái thuộc tính, có một cái biến tên là person, và kiểu dữ liệu là person chính là cái kiểu dữ liệu tham chiếu ở đây, và có constructor cũng như các hàm set get. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo bin person và bin order. Thì chúng ta mở cái file cấu hình spring lên spring-spread.xml, thì trong này chúng ta sẽ sử dụng thẻ bin. Thì anh sẽ sử dụng thẻ bin. Tiếp theo là ID, anh đặt tên cho cái bin này là person. Tiếp theo là class. Thì class ở đây, anh sẽ chọn những cái class person này, tức là com.trungtamjava.model.person. Thì như thế này, các em đã tạo được một bin là person và loại mặc định là singleton đúng không? Và cũng như là không gọi hàm init và destroy. Thì bây giờ nếu các em muốn gọi hàm init và destroy thì các em chỉ việc là thêm vào đây là thuộc tính là init method bằng cái tên hàm là init trong cái class person của chúng ta. Đây, tên hàm là init trong class person. Hoặc là destroy method nếu các em muốn dùng thì tên hàm sẽ là destroy. Và đây là scope ở đây, anh để là singleton. Còn nếu các em không để thì mặc định nó vẫn là singleton hoặc là loại bin nào các em mong muốn tạo thì các em để ở đấy. Tiếp theo trong này các em có thể dùng constructor. Thì constructor này các em chỉ cần một thẻ thôi, thẻ mở và đóng luôn. Thì trong này sẽ có tên. Thì anh đã dùng cái class person này, các em thấy là có constructor ở đây. Constructor chuyển vào hai đấu số đúng không? Name và s, thì anh sẽ copy cái đấu số này vào để đặt name ở đây. Và value ở đây anh để là trung tâm Java. Tương tự thì anh sẽ tạo một cái constructor arg thứ hai với đấu số tương ứng ở đây là s. Thì đây anh để giá trị truyền vào là 2. Như vậy anh đã tạo được một đối tượng person với thuộc tính name là trung tâm Java và s là 2 tuổi đúng không? Thì ở đây thì trong Spring sẽ xem đối tượng này là một bin với tên là person, và kèm theo đó là scope hay là init method để cho method được gọi khi chúng ta khởi tạo bin. Thì các em thấy bản chất nó vẫn là tạo một cái đối tượng đúng không? Thì ở bên dưới này sử dụng cho Java config chúng ta tạo bin như thế nào? Thì đối với Java config thì cũng tạo bin tương tự. Thì các em mở cái file hello world configuration ra, thì ở đây anh cũng có hai cái class như bên trên, anh copy xuống bên dưới project này là person và order tương tự. Thì ở đây các em thấy là để một tạo một bin trong Java config thì anh mở cái file hello world configuration lên, anh sẽ tạo một cái hàm là public person, và đây anh để là hàm tên là person đúng không, và anh tạo một cái đối tượng là person ở đây, person bằng new person, anh chuyển vào đây là trung tâm Java qua constructor, và ở đây là 2, và ở đây anh return về person. Tiếp theo đó là anh sẽ a còng bin. Như vậy anh đã được tạo được một cái bin có kiểu dữ liệu là person ở đây, và tên bin này sẽ mặc định là person như tên hàm. Các em thấy trong Java config thì chúng ta tạo rất đơn giản đúng không? Chính là chúng ta tạo hàm cũng như có thể kiểm tra là kiểu dữ liệu hay là các kiểu dữ liệu của thuộc tính trong bin, trong đối tượng person này. Thì ở đây nếu các em muốn đặt tên cho cái bin này cũng như gọi phương thức init và destroy khi chúng ta khởi tạo bin thì các em chỉ việc làm một ngoặc đơn ở đây. Có thuộc tính là name thì các em để tên bin ở đây là person chẳng hạn. Cũng như ở đây có cái init method thì các em để đây là init đúng không? Tương tự cái phương thức trong person của chúng ta. Destroy method thì các em để là destroy. Destroy. Nếu các em muốn tạo một cái prototype bin thì các em chỉ việc a còng scope, và trong này các em để là value bằng prototype. Như vậy các em đã tạo được một cái bin prototype, và đây là có tên là person với gọi phương thức init và destroy khi chúng ta khởi tạo và hủy bin. Như vậy thì các em đã biết cách tạo bin rồi đúng không? Trong Java config và XML config. Thì trong XML này, ở đây chúng ta dùng constructor, còn nếu em nào muốn sử dụng thông qua thuộc tính thì các em chỉ việc là ở đây dùng cái property. Và ở đây tên của bin thì các em chỉ phải copy cái tên thuộc tính của cái class person này thôi. Các em copy tên ở đây, không phải tên của đối số mà tên của cái bin này. Các em dán vào đây. Và các em đóng cái thẻ này lại, các em để là value thì bằng trung tâm Java như thế này. Thì có một trong hai cách dùng constructor hoặc dùng property tùy các em. Thì chúng ta sẽ tạo một bin cấu hình thông qua hai cách như vậy. Thì anh comment cái property này lại. Tiếp theo thì sau khi tạo bin rồi, chúng ta sẽ học cách gán bin cho một cái bin để sử dụng trong chương trình của chúng ta. Thì trong Spring gọi là dependency injection, tức là gán bin vào bin để sử dụng trong chương trình.
thì có hai cách. Thứ nhất là auto wire, tức là tự động Spring sẽ tìm cái pin đấy và gắn vào chính xác cái pin của chúng ta. Cách thứ hai là dùng inject, tức là chúng ta sử dụng bằng tay, tức là chúng ta sẽ gắn bằng tay vào các pin thì chúng ta sử dụng. Thì đối với inject pin thì có hai cách cấu hình, sử dụng XML và Java config. Thì đối với XML config, các em thấy ở đây chúng ta có một cái pin version chúng ta vừa tạo xong, và cái pin thứ hai là pin order. Thì trong cái order này sẽ có một cái thuộc tính là person, và thuộc tính này kiểu là person thì chúng ta sẽ trỏ với cái pin là person bên trên này. Các em thấy là RF không phải là value nữa đúng không? Chúng ta dùng RF để trỏ những cái pin version bên trên. Thì như vậy cái pin version bên trên đã được gắn vào cái pin person trong cái pin là order, hay chính xác hơn là cái đối tượng là order này. Đối với Java config thì các em cũng tạo đối tượng mới, các em set cái thuộc tính person này như bình thường và em trả về ký hiệu với a-pin thôi. Đối với auto wire, auto wire tức là Spring sẽ tự động tìm các pin phù hợp cho chúng ta để gắn vào trong biến. Thì có 4 cách tìm pin trong Spring, đấy là by name, tức là tự động sẽ tìm theo tên biến. Nếu mà tên biến trùng với tên pin thì Spring sẽ map lại với nhau. Loại thứ hai là by type, tức là tự động tìm theo kiểu dữ liệu của cái pin đấy. Tức là kiểu dữ liệu của biến với kiểu dữ liệu của pin là giống nhau thì nó sẽ tự động map vào nhau. Loại thứ ba là constructor, tức là nó sẽ tìm dựa trên cái constructor xem các pin và các biến có số lượng đối số trong constructor có bằng nhau hay không thì nó sẽ tự động gắn vào nhau. Loại thứ tư là auto detect, tức là tự động tìm ra constructor hoặc là by type. Thì loại thứ tư là loại hay dùng nhất. Thì đây là cách cấu hình sử dụng XML và Java config đối với auto wire. Thì các em thấy là trong XML các em chỉ thêm thuộc tính là auto wire by name, thì thay vì việc là chúng ta sử dụng property name person, RF là person đúng không, thì chúng ta sử dụng auto wire by name. Thì lúc này cái tên person với tên biến sẽ trùng nhau và nó sẽ tạo một cái bin sử dụng cái bin là person cho cái đối tượng order này. Tương tự dùng Java config thì các em thấy là chúng ta sẽ sử dụng là a cộng auto wire một cái annotation cho cái bin, hoặc là các em có thể sử dụng cho constructor như bên dưới. Thì lúc này nó sẽ tìm cái bin là person và nó sẽ chuyển vào cái đối số person bên trên cái constructor này, tương tự như hàm cũng vậy. Thì các em thấy là cái đối số chuyển vào là person đây, nó sẽ tìm cái bin loại là person và nó gán vào đây. Và ở đây các em lưu ý cho anh, nếu các em có nhiều bin cùng một loại, ở đây anh giả dụ các em có hai cái đối tượng person là hai bin khác nhau, cũng như các em phải đặt tên các bin đấy khác nhau, thì khi đấy thì Spring Auto Wire sẽ không biết được là cái bin nào chúng ta sử dụng cho biến, cho hàm hay cho constructor. Thì lúc đấy chúng ta sẽ sử dụng là a cộng qualifier, và ở đây các em mở ngoặc đơn là tên của cái bin đấy. Thì lúc này Spring sẽ biết được chính xác cái bin tên là gì, được sử dụng cho cái biến nào và sử dụng cho hàm nào. Các em ghi nhớ cho anh, nếu mà có từ hai pin trở lên thì các em nên dùng a cộng qualifier để định danh các pin chính xác theo tên. Thì để cụ thể hơn thì anh sẽ cùng các em đi vào trong ví dụ. Thì như bài học trước chúng ta đã thấy rồi, chúng ta đã tạo được cái pin person ở đây. Thì bây giờ anh sẽ tạo một cái pin order, và sử dụng ở trong pin order này sẽ có một cái thuộc tính là person. Thì anh sẽ sử dụng pin person cho cái thuộc tính này. Thì anh sẽ làm như sau. Ở đây anh sẽ làm pin. Và ở đây anh cũng tạo một cái pin là order tương tự, anh sẽ có ID này, order đúng không? Và class ở đây là com.trungtamjava.model.order. Thì trong này anh sẽ để một cái thuộc tính là property, ở đây name chính là cái tên của thằng biến này, person anh copy sang cho chuẩn xác. Và tiếp theo anh sẽ đóng cái thẻ này lại và anh dùng RF, anh sẽ trỏ cái pin person bên trên. Như vậy anh đã inject một cái pin person vào trong cái pin order rồi đúng không? Khi anh sử dụng, thì khi anh tạo một cái pin order này thì cái pin person sẽ được gắn cho cái pin person bên trong cái order này. Rất đơn giản. Thì ngoài ra các em có thể sử dụng là constructor ở đây. Anh giả dụ các em dùng constructor ở đây. Thì constructor ở đây các em sử dụng là name. Name ở đây chính là cái đối số này, person này. Em copy sang. Và đây cũng RF thì các em chọn cái pin là tên là person. Đây là cách sử dụng inject đúng không? Các em thấy đấy, sử dụng inject như thế này. Thì tương tự như trong Java config thì chúng ta sử dụng phương thức là inject pin thì chúng ta dùng như thế nào? Thì ở đây anh sẽ tạo một cái pin là order đúng không? Anh sẽ public này, order này. Ở đây anh tạo một cái hàm là order. Và trong này anh chỉ việc là return. Đây là return new order. Và trong này anh sẽ copy cái hàm này xuống như thế này. Và đây anh ký hiệu là a-bin. Như vậy anh đã tạo xong một cái bin order và chúng ta sử dụng inject
cái thằng bean version này vào thông qua cái tên hàm. Thì đây là cách inject bean, thì các em thấy cũng hơi phức tạp. Thì tiếp theo chúng ta sử dụng auto while. Thì thay cho việc chúng ta cấu hình như thế này, chúng ta comment lại, chúng ta sử dụng auto while. Thì ở đây anh sẽ thêm được tính là auto while ở đây. Thì ở đây auto while sử dụng là by name, nghĩa là nó sẽ tìm cái bean có tên là person cho cái thằng bean order này, thì trùng với tên bean ở đây là person đúng không. Thì trong trong Java config thì auto while như thế nào? Ở đây anh có một cái hàm là order đúng không, thì anh sẽ tạo một cái đối số là person ở đây, và ở đây anh sẽ dùng cái đối số person này cho cái đối tượng là order. Thì lúc này anh sẽ sử dụng a còng auto while ở đây. Thì lúc này Spring sẽ tìm cái bean có kiểu dữ liệu là person. Thì ở đây có một cái bean kiểu dữ liệu person đúng không, sẽ gán vào cái đối số này. Như vậy thì trong cái đối tượng order này sẽ dùng cái bean là person bên trên. Tương tự như vậy, nếu các em có thể có nhiều bean, anh giả dụ các em có nhiều bean khác nhau, anh giả dụ ở đây anh có sẽ tạo hai cái bean person. Ở đây là person 2, đây là person 2 đúng không. Và cái bean person 2 này anh cũng không cần scope, anh để mặc định là singleton. Và cái bean person 2 này anh muốn sử dụng trong cái thằng order này, thì anh chỉ việc là a còng qualifier này, và đây anh sẽ để tên là person 2. Thì lúc này Spring sẽ hiểu được là chúng ta sẽ sử dụng cái đối tượng là person 2 ở đây để làm cái giá trị cho cái bean là person trong cái đối tượng order. Thì các em ghi nhớ cho anh, nếu các em có hai bean cùng kiểu dữ liệu thì các em phải có tên khác nhau để các em định danh được. Spring sẽ biết được là đang sử dụng cái bean nào, thì các em dùng a còng qualifier thì chỉ là cái tên bean đó. Thì các em thấy là ở đây chúng ta sử dụng auto while cho cái hàm đúng không. Thì bây giờ để sử dụng bean trong chương trình của chúng ta thì chúng ta làm thế nào? Thì anh quay lại cái Hello Controller ở đây trong cái project Hello World Java. Thì bây giờ anh giả dụ anh muốn sử dụng cái bean order hoặc là bean person anh đã tạo trong cái cấu hình này rồi đúng không. Ở đây anh sẽ cấu, anh có một cái bean là person. Thì bây giờ anh muốn sử dụng cái bean person này anh làm như thế nào? Thì ở đây anh sẽ tạo một cái bean là private này, person này, person này. Và ở đây anh không muốn tạo cái đối tượng person nữa mà anh muốn sử dụng bean. Thì ở đây anh chỉ việc là auto while, bởi vì anh có hai bean person, do vậy anh sử dụng qualifier. Và ở đây anh sẽ chỉ là cái tên, cái tên của cái bean này, anh sử dụng cái bean là version 2 đúng không. Thì lúc này các em hình dung cho anh cái bean person này sẽ có giá trị chính là cái đối tượng person chúng ta tạo ở đây. Thì các em có thể là thay vì việc là chúng ta chuyển cái string sang, thì chúng ta có thể chuyển một cái đối tượng là person sang file view. Thì ở đây anh giả dụ anh comment cái này lại, anh sẽ chuyển một cái đối tượng là person sang cái file view của chúng ta. Anh sẽ chuyển cái đối tượng vào đây, ở đây là cái key sẽ là person đúng không. Thì lúc này ở bên file view hello view ở đây, thì anh sẽ sử dụng là đối tượng person này, chấm này, name này đúng không. Thì ở đây các em sử dụng GSTLEL thì các em xem lại cùng là GSP để chúng ta sử dụng với một đối tượng thì chúng ta gọi như thế nào. Thì chúng ta chỉ cần cái key ở đây, chúng ta sử dụng key là person ở đây. Thì cái key ở đây chính là cái đối tượng person chúng ta chuyển sang, và chúng ta chấm với tên thuộc tính của cái đối tượng person thôi. Bởi vì trong cái đối tượng person cái thuộc tính tên là name, do vậy chúng ta chỉ cần là đô la và ngọc nhọn person.name. Thì hôm nay nó sẽ lấy ra cái tên của đối tượng person này chúng ta chuyển sang. Thì các em thấy ở đây chúng ta sẽ chuyển một cái đối tượng person và chúng ta auto while, tức là sử dụng cái bean person trong hệ thống. Thì các em có thể chạy lại chương trình. Thì chương trình sẽ khởi chạy và project của chúng ta sẽ được load lại vào trong Tomcat server. Thì các em nhìn trong console các em thấy là Spring sẽ cấu hình và load các request mapping. Thì ở đây các em thấy là có một cái dòng là khởi tạo bean đúng không, chính là cái hàm init chúng ta tạo cho cái class person kia, chính là cái hàm này. Thì khi chúng ta khởi chạy chương trình thì cái bean sẽ được tạo và gọi vào trong hàm init này theo cái cấu hình của chúng ta ở đây. Các em thấy là hàm init được gọi đây. Thì lúc này các em lên trình duyệt, các em gõ cho anh là localhost đúng không, hello java chiếu hello. Thì các em thấy ở đây là hello trung tâm java, chính là cái tên ở đây, cái bean version 2. Các em thấy bean version 2 đây có cái tên là trung tâm java, và trong cái view ở đây chúng ta person.name chính là tên
Như vậy thì để sử dụng bin trong Spring khá đơn giản đúng không? Chúng ta sử dụng auto while kết hợp với qualifier để định danh cái bin nếu mà có nhiều hơn một bin. Còn các em, nếu các em chỉ có một bin trong chương trình thì các em không cần sử dụng auto, không cần sử dụng là account qualifier nữa. Thì như vậy trong bài học ngày hôm nay các em đã biết cách tạo bin, cách sử dụng bin trong chương trình của chúng ta đúng không? Thì trong bài học sắp tới chúng ta sẽ sử dụng tìm hiểu thêm về request mapping. Thì hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo.